Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp tục quyển sách tiếng Việt tập 2, trang 29. Chúng ta sẽ học bài 2, những bông hoa nhỏ trên sân. Các con ơi, bây giờ các con nhìn vào hình ảnh ở bên dưới. Đây là hình ảnh quan sát tranh và cho biết hoạt động trong bức tranh diễn ra ở đâu. Các con quan sát cho thật là kỹ để chúng ta biết hoạt động trong cái bức tranh này đang diễn ra ở đâu. Cô sẽ gợi ý. Đây là hình ảnh khán giả, rất nhiều khán giả. Đây là hình ảnh bộ đồ thể thao, bộ đồ đá bóng đó các con, có in cái hình ảnh sao vàng. Và các chú cầu thủ này có đeo giày vớ rất là đầy đủ và nghiêm túc. Các con đã biết đây là cái hoạt động trong bức tranh này diễn ra ở đâu chưa? Đúng rồi, các con giỏi lắm. Đây là hoạt động đang diễn ra trên sân bóng. Có các khán giả nè, cổ động viên coi rất là nhiều nè. Cô mời các con chuyển sang phần tiếp theo. Bài học những bông hoa nhỏ trên sân. Cô sẽ đọc bài trước, các con có thể đọc theo nha. Bạn đã từng thấy các bạn nhỏ nắm tay cầu thủ ra sân chưa? Trong những trận đấu bóng đá lớn, người ta thường làm như vậy. Hình ảnh trẻ em nhắc nhở các cầu thủ bóng đá trung thực. Khi có trẻ em, những cổ động viên nóng nảy cũng sẽ không ném vật dụng bừa bãi lên sân. Đặc biệt, trẻ em giúp mang tình yêu bóng đá đến với mọi người. Theo Đạt Lê, dịch từ Helino. Sau khi đọc một bài văn này xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh vần. Đánh vần đọc chậm để cho các con biết, nhận biết và đọc theo thật đúng. Nhờ ưng nhân ngã nhẫn, bờ ông bông, họ oa hoa, nhờ o nho hỏi nhỏ, trợ anh trên, sờ ân sân. Những bông hoa nhỏ trên sân. Bờ an bang nặng bạn, đờ a đa ngã đã, tờ ưng tưng huyền từng, thờ ai thay sắc thấy, cờ ác cát sắc cát. Bờ an bang nặng bạn, nhờ o nho hỏi nhỏ, nờ âm năm sắc nắm, tờ ai tay, cờ âu câu huyền cầu, thờ u thu hội thủ, rờ a ra, rờ ân sân, chờ ưa chưa, chờ ông trong, nhờ ưng nhân ngã nhẫn, chờ ân trân nặng trận, đờ âu đau sắc đấu, bờ ông bông sắc bóng, đờ a đa sắc đá, lờ ưng lên sắc lớn, ngờ ưng ngươi huyền người, tờ a ta, thờ ưng thương huyền thường, lờ am lam huyền làm, nhờ ưng như, vờ ai vây nặng vậy. Bạn đã từng thấy các bạn nhỏ nắm tay cầu thủ ra sân chưa? Trong những trận đấu bóng đá lớn, người ta thường làm như vậy. Hờ anh hinh huyền hình, a nhờ anh hỏi ảnh, trời a tre họ trẻ, em nhờ ắt nhắc sắc nhắc,
Nhỡ nhơ hội nhỡ. Cờ ác cá sắc cát. Cờ âu câu huyền cầu. Thờ ủ thu hội thủ. Đờ a đa sắc đá. Bờ ông bông sắc bóng. Trờ ông trung. Thờ ức thức nặng thực. Hình ảnh trẻ em nhắc nhở các cầu thủ đá bóng trung thực. Khởi khi cờ co sắc có. Trờ e tre hội trẻ. Em nhờ ứng nhân ngã những. Cờ ô cô hội cổ. Đờ ông đông nặng động. Vờ yên viên. Nờ ông đông sắc nóng. Nờ ai nay hội nảy. Cờ ung cung sẽ củng. Sờ e xe ngã sẻ. Khờ ông không. Nờ em nem sắc ném. Vờ ất vất nặng vật. Giờ ung dung nặng dụng. Bờ ư bưa huyền bừa. Bờ ai bay ngã bãi. Lờ anh lên. Sờ ân sân. Khi có trẻ em, những cổ động viên nóng nảy cũng sẽ không ném vật dụng bừa bãi lên sân. Đờ ác đắc nặng đặc. Bờ ít biết nặng biệt. Trờ e tre hỏi trẻ. Em giờ ấp giúp sức giúp. Mờ an mang. Tờ anh tinh huyền tình. Y ê u yêu. Bờ ông bông sắc bóng. Đờ a đa sắc đá. Đờ anh đen sắc đến. Vợ ơi vơi sắc với. Mờ ơi môi nặng mọi. Người ơi ngươi huyền người. Đặc biệt, trẻ em giúp mang tình yêu bóng đá đến với mọi người. Theo Đạt Lê, dịch từ Helino. Cô đã đánh vần xong những cái từ ngữ ở đây. Bây giờ các con hãy đọc lại một lần. Đọc chậm mà thật là chính xác nha. Những bông hoa nhỏ trên sân. Bạn đã từng thấy các bạn nhỏ nắm tay cầu thủ ra sân chưa? Trong những trận đấu bóng đá lớn, người ta thường làm như vậy. Hình ảnh trẻ em nhắc nhở các cầu thủ bóng đá bóng trung thực. Khi có trẻ em, những cổ động viên nóng nảy cũng sẽ không ném vật dụng bừa bãi lên sân. Đặc biệt, trẻ em giúp mang tình yêu bóng đá đến với mọi người. Theo Đạt Lê, dịch từ Helino. Các con ơi, cái phần đọc bài của chúng ta đã xong rồi. Bây giờ cô sẽ chuyển sang một phần tiếp theo nữa. Tìm trong bài đọc tiếng có vần ắt. Chúng ta sẽ quay trở lại cái bài đọc và mình sẽ tìm cái tiếng nào có vần ắt. Như những bài ngày hôm trước cô có hướng dẫn, khi chúng ta tìm, chúng ta sẽ tìm từ trên xuống dưới và không sót chữ nào. Các con chậm, các con có thể đi tìm từng chữ, vần ắt thì các con đánh dấu lại nha. Bây giờ cô sẽ tìm nhanh một ví dụ. Ví dụ như vần ắt cô đã thấy ở đây. Các con ơi, bây giờ cô đã tìm được rồi đó. Các con có thể tìm được một vần ắt nào nữa hay không? Cô sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nha. Tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần ắt và vần ắt. Ví dụ như cái mẫu màu sắc nhặt bóng. Ví dụ như vần ắt mà ắt tờ ắt cờ nữa các con, a cờ ắt nè,
Thì ví dụ như là nhắc nhở nè, còn nhắc mà ắc mà a tờ ắc á, ví dụ như nhặt rác, nhặt lá, khi mình nhặt cái gì đó là vần ắc. Câu hỏi số 1, hình ảnh trẻ em nhắc nhở các cầu thủ điều gì? Trong bài học cô thấy hình ảnh trẻ em nhắc nhở các cầu thủ bóng đá trung thực. Đó là câu trả lời nha các con. Tiếp theo câu số 2, khi có trẻ em, những cổ động viên nóng nảy sẽ như thế nào? Câu trả lời ở đây, khi có trẻ em, những cổ động viên nóng nảy cũng sẽ không ném vật dụng bừa bãi lên sân. Đó là câu trả lời. Phần này là phần tập viết, các con sẽ viết chữ hoa A, á và ớ và viết ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Các con nghe và viết trẻ em giúp mang tình yêu bóng đá đến với mọi người. Số 3, thay hình ngôi sao bằng chữ ngờ hoặc ngờ, ngờ đơn hoặc ngờ ghép. Ví dụ, hình thứ nhất, đây là hình của một mà bạn trai vẽ, cái hình vẽ ảnh rất là ngoạch ngoạc nè. Như vậy, các con phải thế vào ngôi sao này chữ ngờ đơn hoặc ngờ ghép. Đây là ngờ đơn, đây là ngờ ghép. Cô sẽ để chữ ngờ đơn vào đây. Hình số 2, đây là hình các bạn đang xếp hàng thật là ngay ngắn. Như vậy, cô sẽ để chữ ngờ đơn hay ngờ ghép? Đây là hình chữ ngờ đơn vào đây. Đọc là ngay ngắn, cái này là ngợt ngoạc. Hình số 3, hình một bé gái thật là xinh xắn và ngộ nghĩnh. Ngộ nghĩnh, ở đây chữ nghĩnh sẽ là ngờ ghép. Ngộ nghĩnh. Cô sẽ chuyển sang phần câu số 4. Thay hình chiếc lá bằng dấu hỏi hoặc dấu ngã. Ở đây có hình chiếc lá nè các con, ba hình ảnh đều có hình chiếc lá. Thì các con để vào dấu hỏi hay dấu ngã cho thật là thích hợp. Ví dụ, hình đầu tiên, đây là hình bạn trai và bạn gái chia sẻ đồ chơi với nhau. Vậy chữ sẻ, chia sẻ sẽ là dấu hỏi hay dấu ngã? Dấu hỏi, dấu ngã. Chia sẻ sẽ là hỏi, dấu hỏi. Dấu hỏi. Tiếp theo, đây là một bé gái thật là dễ thương. Dễ thương, dễ sẽ là dấu ngã. Đây là một bé trai đang ngồi trên ghế nhưng mà tưởng tượng mình đang lấy máy bay nè, làm đó, đang ngồi lấy máy bay. Đây là em đang tưởng tượng, tưởng dấu hỏi. Các con đã nắm được bài chưa? Bài học ngày hôm nay khá là dài đó, các con cố gắng nắm bài nha. Chuyển sang cái phần tiếp theo, nói lời xin phép cha mẹ hoặc ông bà cho em tham gia đội bóng đá hoặc cổ vũ của lớp. Như vậy, các con trước tiên các con phải khoanh tay lại, đứng thẳng người, nhìn thẳng về hướng cha hoặc mẹ. Các con sẽ nói: mẹ ơi, cho con xin phép mẹ, hoặc là mẹ ơi cho con, hoặc là ba ơi cho con xin phép ba, hoặc là mẹ ơi cho con xin phép mẹ cho con tham gia vào đội bóng đá của lớp. Có được không? Xong rồi bố mẹ đồng ý thì các con cảm ơn. Đây là phần các con sẽ được thực hành trên lớp. Viết vào vở điều em vừa nói thì các con viết vào vở. Nói với bạn bài thơ hoặc câu chuyện thiếu nhi mà em đã đọc. Bài thơ mình đọc, ví dụ như bài thơ các con mà đã học, đã đọc rồi, bài thơ Mùa Hoa chẳng hạn. Còn câu chuyện, ví dụ như câu chuyện Tấm Cám nè, Thạch Sanh Lý Thông. Đó là những cái câu trả lời các con đọc được bài thơ nào, các con đọc được câu chuyện nào thì các con trả lời.
Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các con ơi nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.